sợ trên online thì mình thấy hai office. Thì office đầu tiên là Phoenix và office thứ hai là ở Mesa. Thì hôm nay mình ở Chandler thì mình lên chỗ Mesa mình làm. Thì mình nghe nhiều khách của mình cũng mới kết hôn và cũng lên trên đó làm. Thì trên trên Mesa thì hơi ít người hơn ở Phoenix. Đó thì họ biểu mình lên trên đó mình làm. Đó thì không cần tiếp theo thì họ nói như vậy. Cho nên là mình đi theo chỉ dẫn của họ thôi. Thì cái form là được citizen với làm đổi tên sau khi đám cưới các bạn, nhưng mà không, họ chỉ làm step by step là từng bước thôi, chứ người ta không có làm chung gộp chung. Thì mình không có biết, thì mình cứ chờ cho tới khi nào mà mình làm luôn một lần luôn các bạn, nhưng mà không được. Mình lên 9 giờ thì mình chờ 15 phút mình làm. Mình làm xong rồi người ta làm update cái citizen cho mình, xong mình chờ 2 tuần. 2 tuần sau mình sẽ có cái thẻ social mới với cái tên giống cái tên với lại cái social number của mình đã có rồi. Mình sẽ đem lên đó một lần rồi mình điền cái form một lần nữa là mình họ sẽ đổi cái tên cho mình. Đó. Đó thì giờ không biết, tại vì mình không biết á các bạn. Cho nên là mình phải làm thêm 2 bước, mình phải tới. Thì ở chỗ này là không cần yêu cầu là appointment, cho nên là các bạn đi sớm để mình get line, mình làm cho sớm các bạn. Tại vì khi mình ra get line rất là dài luôn. Thì mình vào, mình tới đó 9 giờ thì đã get line khoảng 20 người phía trước rồi. Đó, thì nó cũng có appointment, nhưng mà nhiều khi mình gọi, mình không biết tiếng Anh á, mình gọi mình nói người ta cũng không biết mình làm nói gì á. Cho nên là mình lên đây, thì ở đây nó cũng gần Mesa, Chandler, Gilbert, mình lên trên đó mình làm cũng ok. Thì nói chung là không như mong đợi các bạn, không như theo sự tính toán của Quỳnh. Mình phải làm hai, thì bạn Quỳnh nói là không có được, tại vì nói là phải làm trước xong rồi mình mới update cái tiếp. Trời ơi, thì cho tốn thời gian thiệt luôn á, tại sao họ không làm cho Quỳnh luôn ha.
giờ mình về đi làm xong 2 tuần sau, đợi 2 tuần sau rồi mình sẽ nhận được cái thẻ rồi mình sẽ làm tiếp các bạn. Trước khi mà các bạn đi lên trên chỗ mà an sinh xã hội á, chỗ mình làm giấy tờ á, thì các bạn nên in cái form các bạn cần điền vào trong trên online. Có cái nhiều cái form á, mình muốn làm cái form nào thì mình in ra, mình là ghi tên hết, nói chung là information của mình làm hết đi, xong mình lên đó mình khỏi cần mà có thời gian mình điền tên các bạn, nó mất thời gian, thì mình in từ trên mạng xuống. Thì ở trên đó nó có nhiều cái mà có thể làm online. Trên đó thì mình lên trên website SSN thì đó, thì mình coi thử cái nào dịch vụ nào làm online được thì làm. Đó, thì mình điền hết xong mình lên đó, mình get like xong người ta kêu mình vô, rồi người ta hỏi là mình có đem vũ khí không, mình có đem những cái thứ gì người ta không cho đem vào không. Rồi xong rồi có một người để kiểm tra cái giỏ sách của mình nè, kiểm tra cái giỏ sách của mình giống như ở trên sân bay vậy đó. Ở bên này ha, nhiều mình đi vào những cơ quan nhà nước người ta sẽ check hết cái túi của mình ha, túi của mình check toàn bộ. Xong rồi mình có cái form rồi, họ có một người nữa là hỏi mình đã có form mình điền hết chưa, thì mình khi mình điền hết xong mình nói ok thì người ta dẫn tới mình cái cửa. Xong một cái cửa đó là người ta làm ở dưới bọn mình trên name hay là mình update gì đó thì người ta sẽ làm cho mình. Thì khi mà bạn đi á thì mình đem những giấy tờ cần thiết, giống như là mình đi citizen nè, rồi marriage license nè, rồi cái form mình điền tên tuổi, rồi cái ID, rồi cái social number đó. Thì cái bữa nay là mình đem nhiều đó thì họ cũng không có hỏi gì nhiều đó. Thì nếu mà mọi người đi thì nhớ đem đầy đủ ha. Video này giúp ích cho mọi người thì hãy nhớ nhấn nút like ha, để đợt sau mình làm cái social chain number, chain thay đổi cái name á. Nếu mà video này có giúp ích cho người nào mà đã thi quốc tịch rồi ha, các bạn nên đi đổi quốc tịch đi, đổi cái status là mình là US citizen đi, xong rồi sau đó mình làm gì mình làm, chứ nhiều khi mình đã không có thời gian rồi mà mình cứ đi làm 2-3 lần vậy nó tốn lắm. Các bạn nên đi update trước ha, xong rồi mình nếu mà bạn có kết hôn thì mình làm nó dễ hơn, hay mình làm cái gì nó dễ hơn ha. Thì nếu các bạn thích thì nhớ nhấn nút like ha. Thì chờ 2 tuần sau thì mình sẽ đi làm, mình để đổi tên lại ha. Bye.